Thế ra các bạn, trong bài học trước thì chúng ta đã khá là đau đầu với những chủ ngữ số ít đúng không nào? Bởi chúng ta có quá nhiều thứ phải nhớ. Tuy nhiên hôm nay với chủ ngữ số nhiều thì chỉ có một ít thôi nhá. Các bạn hãy cố gắng lắng nghe và chúng ta sẽ cùng nhau nhớ luôn trong bài. Thằng đầu tiên chúng ta cần lưu ý đó là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số nhiều, bao gồm những anh như là you, we, they. Ví dụ chúng ta muốn nói là tất cả chúng tôi đều yêu bác Hồ đúng không nào? Chúng ta sẽ nói là gì? We all love Uncle Hồ. Ok, chúng ta nhớ nhá, we đi với động từ chia số nhiều, love. Ok. Thằng thứ hai đó là danh từ đếm được số nhiều, đúng không? Nếu danh từ đếm được số ít và danh từ không đếm được chúng ta coi là chủ ngữ số ít, thì danh từ đếm được số nhiều nó là chủ ngữ số nhiều thôi. Ví dụ như là these flowers are so beautiful, đúng không nào? Những cái bông hoa này rất là xinh đẹp. Chúng ta dùng động từ to be are chia với these flowers. Thằng thứ ba, thằng này có vẻ sẽ là hơi mới với một số bạn. Chúng ta sẽ có là the cộng với adjective, tức là đại diện cho một tầng lớp người. Ví dụ chúng ta nói này, the homeless need our help, tức là những người vô gia cư thì đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nhớ nhá, the cộng với adjective sẽ đại diện cho một tầng lớp người và nó sẽ chia số nhiều. Tiếp theo, nếu ở bên kia chúng ta có the number of mang nghĩa là tổng số lượng, thì ở bên này chúng ta sẽ có a number of mang nghĩa là một vài nhá. Một vài thì chúng ta cẩn thận nhầm với thằng the number of cô vừa nói rồi. Ví dụ này, a number of things you are required to do are posted on the website. Một vài việc mà chúng ta cần phải làm, được yêu cầu làm được không nào, thì đã được post ở trên website của chúng ta rồi. Vì vậy, nhớ cho cô nhé, a number of chúng ta sẽ chia với chủ ngữ số nhiều và chúng ta cũng cộng với động từ số nhiều nhé. Tiếp theo đó là A and B. Nếu là hai đối tượng riêng biệt thì chúng ta cũng chia số nhiều luôn. Ví dụ, the writer and the singer are coming, được không nào? Nhà văn và ca sĩ thì cũng đang đến đây rồi, đúng không? The writer and singer là hai người hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, chúng ta cũng chia với động từ số nhiều nhé. Và thằng cuối cùng, thằng này thì không phải ai cũng biết đâu. Hãy cùng cô để ý này. Một số danh từ lúc nào cũng ở dạng số nhiều, như là pants, trousers, pillars, scissors, shears hoặc là tongs, được không nào? Những thằng này lúc nào cũng ở dạng số nhiều. Tuy nhiên, nếu như chúng ta dùng a pair of, tức là một cặp, đúng không? Thì lúc đấy thì chúng ta lại phải chia số ít nhé. Ví dụ này, the scissors are very sharp. Cái kéo này rất là sắc bén, được không nào? Nhưng mà chúng ta dùng là cái cặp kéo này thì đang được để ở trên mặt bàn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng gì? A pair of scissors was okay, left on the table. Được chưa nào? Nếu chúng ta dùng the scissors thì chúng ta sẽ chia với are, còn a pair of thì chúng ta sẽ chia với was thôi nhá. Ok, rõ ràng chủ ngữ số nhiều thì ít hơn chủ ngữ số ít rất là nhiều được không nào? Thì bây giờ các bạn hãy cùng cô luyện tập và hãy cùng cô trở lại với chủ ngữ đặc biệt trong số lần sau. Và cái phần này hứa hẹn sẽ rất là khó nhằn với các bạn đấy. Xin chào, hẹn gặp lại. Đã hứa rồi được không nào? Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần khó nhằn nhất của sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, đó chính là các chữ